Đông Nhi ông Cao Thắng tổng duyệt xin Music Awards bằng siêu xe 13 tỷ. Đông Nhi mặt lạnh như tiền đi tổng duyệt xin Music Awards với siêu xe 13 tỷ cùng ông Cao Thắng tại buổi tổng duyệt xin Music Space 2016. Vào sáng ngày 6 tây tháng 1, Đông Nhi cùng ông Cao Thắng gây xôn xao khi xuất hiện với chiếc siêu xe 13 tỷ, gây tốn không ít giấy mực của báo chí. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện, kể cả những lúc tổng duyệt như thế này. Có thể nói, sự chăm chút tỉ mỉ mà ông Cao Thắng dành tặng cho bạn gái là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng mong mỏi. Chiếc xe mà ông Cao Thắng và Đông Nhi đặt hàng mua tự thưởng cho thành quả của cả hai mang tên là Audi R8 V10 Plus trị giá 13 tỷ đồng khi về tới Việt Nam. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam mà ông Cao Thắng và Đông Nhi đã nhâm nhe và sở hữu. Theo nguồn tin hành lang, đây cũng chính là đạo cụ trong phần trình diễn của Đông Nhi tại đêm gala của The Music Awards 2016. Khác với vẻ nhí nhảnh và vui tươi thường thấy, giọng ca Trách Ai Bây Giờ diễn nguyên cây đen, giữ vẻ mặt lạnh lùng đầy bí ẩn trong suốt khoảng thời gian tổng duyệt. Ở mùa giải The Music Awards năm nay, cùng với Noo Phước Thịnh, Đông Nhi lần đầu lọt vào top đề cử nghệ sĩ của năm. Bên cạnh Đông Nhi, Harry Won xuất hiện đơn giản mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn với áo sơ mi trắng và quần jean. Giọng ca sau tất cả Eric cũng đến tham gia buổi diễn tập sáng nay. Anh chàng hồ hởi và tràn đầy năng lượng cùng từng ca khúc diễn tập. Eric cũng là thành viên của nhóm nhạc Monster đang được giới trẻ yêu thích. Anh tập luyện hăng say cùng hai thành viên điển trai còn lại là Kay và Nicky. Zing Music Space 2016, lễ hội âm nhạc và trao giải lớn nhất năm 2017 sẽ diễn ra tại sân vận động Phú Thọ vào ngày hôm nay, ngày 7 tây tháng 1 từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Sân khấu cho phần gala năm nay, theo chia sẻ của đạo diễn Phạm Hoài Nam, sẽ là sân khấu âm nhạc lớn nhất Việt Nam từ trước cho đến nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!